We're going to the playground today. Okay. Alright, where are we going? It's your turn. Hôm nay mình đi ra park để chơi ha. You mean playground? Mm-hmm. Playground. Say something, it's your turn to say. Yeah. Hôm nay chúng ta đi ra park chơi. Bà ngoại với cái đần. À, bà cháu đi ra park chơi ha. Con thích không? Yes. Con có vui khi đi chơi với bà không? Con thích. Thích lắm hả? Con vui quá. À, con vui quá. Vui quá. À, vui quá. What's that noise? Oh, cái xe này, xe rác đấy. Xe rác hả? Dưới kia đi. Ha? You wanna go back down to go to the park? Yeah. You wanna go to the park? Đây nè, mình đi cái lối này nè. Wait, đi cái lối but why there's another playground over here? Mm-hmm. Remember we went over here and went to another playground? Mm-hmm. Oh, why? Let's walk on the sidewalk because I think there's gonna be cars coming. Okay. Con đi trước này. Oh, why? If there's no sidewalk, let's just go and turn to playground. Mm-hmm. Good idea. Mm-hmm. Good idea. Because there's a playground down here. I know now. Mm. I already know. I'll tell you why. Mm-hmm. It's because I went there before. Okay. We need to go down. Mm-hmm. Con đi xích xích vào trong một chút được không? Đi xích xích một tí vào trong được không? Yes. Rồi đây cái chỗ này. Look at that raspberry. Wow. Look at the pond. Raspberry nhiều quá ha. Yeah, look at the pond. Đây quay lên cho mọi người coi. Raspberry này. No, I look at the pond. Mà nhìn thấy rồi. Nước nó chảy đây nhiều quá ha. Nè, I know what this rác. Is. It's a pool. Bà biết rồi. Oh, how fun I. Can I dip? Can I dip? Cái này đẹp quá hả? À, đúng rồi, cái này đẹp quá này. Rồi ha, rồi đi tiếp ha. Đi tiếp. Dạ, đi tiếp. Oh, why? I think we're going down Đúng rồi, mình đang đi xuống dốc nè. Đi xuống dốc một vòng xong lát why? Mình đi lên dốc. Ồ, cái why? Dốc thấp quá why? Trời. Cái dốc kìa. Let's just go down into the playground first. And then go play. Okay. Because I'm done with that playground. Mm-hmm. Are you really happy at me? I know why. It's because I climb over a fence. Would you like to see the trick again when we go back? This time you need to go straight and I go climb over the fence. Okay. We're going downhill. So now we're going downhill. But and then after I'm bored of that playground, should we go back up and go down to the park? Okay. Going down to the park over there. Yep. Okay. We can run in there. Okay. Oh, we're going downhill. Okay. It's really steep, so be careful. Yes, xuống dốc quá trời luôn ha. Yes. Cái dốc xuống thấp quá trời luôn này. Mình ngay trên đồi, mình nhà mình ngay trên đồi cao. Đi xuống cái thung lũng này thấp nhé sợ. Trên đường đi quá trời hoa hai bên đường. Let me change the my hat. Đó, con change cái đó đi. I think I love this one. Okay. Oh, we're going down the hill and then going down. Ôi đứng nghe coi bà quay cái hoa hồng này cái nè. Yes. Wow, cái hoa hồng này nhiều hoa quá nè, đẹp quá. Oh, this is my color. Đâu? It's cool too. Đúng rồi. Wow, cái hoa này hoa trắng dễ thương quá. Con hoa trắng nhỏ xíu quá. Đâu, ong đâu? Đâu? It's that black. Đúng rồi. Hai con ong kìa. Nó đang trên cái nhụy hồng đúng không? Đi tiếp ha. Đi từ từ con ơi, đừng có chạy té xuống thung lũng bây giờ. Chỗ đây cũng hoa nữa này, hoa đẹp quá này. Mailbox. No parking này.
within 15 feet of mailboxes. Violator will be towed. Đó, ai mà đậu trong vòng 15 feet sẽ bị kéo. Cho nên là phải đậu xa cái thùng thơ này ra. Đây là cái thùng thơ này. Đó, thùng thơ số 1. Số 8. Đây là con, đi lên đây. Đi lên đây này. Đó, thùng thơ đấy. Thùng thơ này mà người nào mà đậu mà. Should we go across the street now? No, huh? Yes, đi that, nhưng mà that, con đi chậm nhá, con đi nhanh nhá. Which way, that way or that way or... Cái đàn ơi, đi từ từ con. Đi từ từ đi. Từ từ con, đi nhanh quá. Đi nhanh quá. Khu nhà này đẹp quá này. Hoa hồng ở đây trước cửa nhà. Hoa hồng, màu cam, màu vàng này. Ý, căn nhà dễ thương quá. Căn nhà dễ thương không? So you just need to go across the road upstairs. Đây có cây táo ở trước cửa nhà này. Where? Where's the đây apple? Này, đây này, cây này này. The apple? Nhưng mà nó ở, nhưng mà nó chưa có lớn. Nên là mình không nhìn. Where's the apple tree? Hả? Where's the đây, apple? Đây, đây, đây nè. Đi, đi con. It looks like cherries. Ừ, đó, chưa có cây. Wait, aren't the leaves apples? Thành dễ thương quá. Aren't the leaves apples? Ừ. We're almost down the hill. Ừ, mình đang lên xuống downhill đấy. After we're down the hill, that means we need a turn. When we get down the hill, would you like to turn that way or that way? This way. Đây cái thùng thơ đó. Đây lại cái thùng thơ đó. Cứ đi được chừng vài chục mét thì lại có cái thùng thơ này. Thùng thơ này. Mỗi một cái thùng thơ này là có khoảng 12 hộ ở đây. 12 hộ. Hai hộ để thơ ở đây này thì người ta sẽ bỏ thơ cho 12 gia đình ở đó. The compass will tell us where to go. To lead to the playground. Yes. Cháu đi xuống dốc thì khỏe, lát lên dốc là mệt chết đấy con. Mệt lắm ấy. It'll be really tiring. Why? But why? I'll tell you what I used to do when I get tired. Đây lại cái thùng thơ nữa này. But why? Mấy chục mét lại cái thùng thơ, mỗi một cái thùng thơ là khoảng 12 gia đình. Why? Hả? But why? I'll tell you. Oh, ông nữa. Ông. Ủa, con ong bự quá. Nhìn sợ con ong nó đang bò dưới đất này. Con ong nó đốt đầu lắm này ha. Đấy, nó đang đi tìm cái gì dưới đất này. Nó bay lên nó đốt, nó cắn đầu lắm đấy con. Ha. Đó, trắng dễ thương quá này. Đẹp quá. Ủa, con ong đấy, theo nó bay, nó chùm nhụy đấy, nó hút nhụy hoa đấy. Rồi mình qua đường đấy con, qua đường đi bộ bên kia. Đấy là đi qua bên này quẹo lên. Ồ, đây có dàn bầu hay dàn mướp gì này. Ồ, đẹp quá. Cái dàn này họ chỉ làm có mỗi hai cái trống lên thôi. Thế là họ cho nó leo này. Này không biết rau bí hay rau bầu hay là rau gì đây này. Hoa này, hoa nữa này. Đấy, dàn bầu hay dàn bí, mướp gì đây này. Mà chưa thấy, cái này dàn mướp. À dàn bầu, dàn bí này, có trái này. Có trái bên trong à. Ôi quả bí à, lớn quá. Bí lớn dễ sợ này, để vào quay cái quả bí này. Quả bí này lớn chưa? Đấy, có quả bí lớn dễ sợ không? Bên trong kia mấy quả nữa kìa. Đó. Sợ có một cái tí thôi. Có miếng đất nhỏ xíu, họ làm cái dàn lên cho bí nó leo đẹp quá. Wow. Hoa trắng này. Đây có hoa trắng này, đẹp quá. Bụi hoa trắng. Ô, đây cái quả gì đây? Quả gì đây? Là gì đây con? Vậy quả hạt tiêu không? Blueberries. Đâu, phải blueberry. Yes, cái này không blueberry. Phải blueberry đâu. Wow, đẹp quá. Đây hoa trắng là đẹp quá này. Dễ thương. Dễ thương quá ha. We're going back up the hill. We need to go that way to the playground. No.
Đâu? Không phải, đây đây đây, trên này, trên này. Bà biết. But why this is where we go home? No. The playground trên này nè. No, I promise. No, playground. We just there's two playgrounds. Mm-hmm. I'll show you. Come here. I'll show you. I'll show you about why there's tiny no playground. We're going back where we started. Mm-hmm. We're coming back where we started. We're going back where we started. Oh, but why? The compass says to go across the street. No. Con đi trên đấy, con đi trên rồi bà quay. Con đi bên trên. But why? Come here. I'll show you. Mm-hmm. I'll show you. Look at that turtle. Turtle, turtle, turtle. Oh. Mấy con này, con turtle, nấm là con mấy con gì này không biết. Con này là it's a turtle. À, turtle đúng rồi, turtle là con rùa. Con rùa. Đây có hồng màu cam đẹp quá này. When will the video come? Con gì trong con sắp rồi, con sắp rồi, con gì đằng kia kìa. Thấy không? Con sắp rồi, con gì đó. Hay chim. Chim phải không? Ôi, mùa thu tới rồi, cây bắt đầu vàng rồi con ơi. What? Một tháng nữa là mùa thu rồi nên cây nó bắt đầu nó lá vàng rồi. Thu sắp đang tới rồi. No, mình đi nữa, mình đi lên, đi lên nữa có playground. Bà biết mà đường mà. We're coming back. We're coming back where we started. We're going back where we started. No, bà biết đường, bà biết đường đi mà con ơi. I remembered I went over, I went from there to there and from there to there. So that means there is no playground. Would you like to see old or new? It's gotta be new or old. Oh, wow! Wow, đẹp không? Dễ thương không? Hả? Rồi mình đi qua đây đường ha. Yep, the compass says to go that way. Ok, đi qua đường. Rồi, lẹ, lẹ lên đây. What's đi. The turn? Đi, đi, lẹ lên. Why? Gì? Would you like to see where there is no playground? There's lots of cars so I can't see. Would you like to see? Gem. Bỏ cam. See, I told you there's no playground. Có, con cứ đi thẳng lên và chỉ cho con. Có playground ở trên đó đấy. Có. Straight or over there. Thẳng luôn. Straight again. Uh-huh. Nhà đẹp quá. Khu này nhà quá là đẹp luôn này. Tính những nhà đẹp không à? That's the park. Wow nè. That's the park, not the playground. Bên một cái căn nhà bên này nằm có một mình nó ở đây thôi. Đẹp quá ha. That is not a playground. Bà sẽ cho con, bà sẽ dẫn con đến playground, con đừng lo. It's not a playground, it's a park. It's a park. It's a park. Yeah, park. Như playground ở chỗ nào? It's that way. No, dưới đó không có playground đâu. Oh, cái cây này dễ thương quá này. Cây này cây gì đây? Wow, it's spiky. Hey, cỏ. Cây thông spiky. Nhật. Nè, con biết cái đường này là đường con đi học không? Đường đón xe bus đi học không phải không? Oh yes, yes, yes. Phải không? Yes, it goes that way. It goes down there. Không phải, không phải đâu, chắc trên này này. Đúng rồi, chỗ này này con thấy không? Yes. Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà playground này, thấy chưa? That's right next. Đấy. Bà nói con là con không có nghe, con cứ cãi bà không à? Bà, I'll show you. Con phải xin lỗi bà đi. I'll sorry bà đi. I'll show you. That's right. I'll show you. There's no playground. Mm-hmm. I'll show you. Mm.
Đó, bây giờ đang đi lên dốc đó, mệt lắm ạ. Mà người ta có cho vô không? Hả? Có phải đọc được chữ chứ. Anh đọc đây nè. This is a privately owned common area and use of this premise is limited to Winsper owned resident only. Đấy, thì mình ở đây là mình sẽ được vào chơi. Are we a resident? Mình là resident. Rồi. What should we do here? Ra chỗ ngồi kia chơi chút, nghỉ tí chân tí xong rồi lại đi bộ về. Ha. What do we do? Cái này bà ra bà coi nha. Bà coi nó có. Let's go see the fiber. Yes. The fiber. Bà thấy có so rau. Nè, rau ở dưới này nhiều lắm nè. Rau selection đấy, đấy đầy hết nè. What is that? Quá trời rồi. What is that? Rau selection đó. Selection. Yeah, crystal. Nè. Is it selection? Nè, selection đấy. Mà nó thiếu nước to... nó ngắn quá, nó không lên cao được, nó phải có nước nhiều nó mới lên cao được. Chỗ này có rau selection không? Selection. Cũng có luôn, có luôn đó. But let's go all the way over there. Selection nữa. Đó. Look, see. Ngồi đây chơi tí cho đỡ mệt ha con. Cấp đần, kế đần. Là đây, ngồi đây chơi chút cho đỡ mệt đi rồi đi. Rồi đi. Hả? Ồ, có đằng đó nữa hả? Ok. Vườn đằng sau của cái nhà này này. Ok. I see a playground. Chỗ này nhà đẹp không à? Có vài mà khu nhà có hoa, có vườn đằng trước đằng sau. Đây, khu nhà vườn đẹp ghê không? Vườn this trước way. Đừng chạy con, chạy nó chơi nó. Nhà này. Nhà này trồng hoa quá trời. Oh, I remember your promise. We were going to race when we went on. Wow, pumpkin. Yeah. Xích cái này của người ta con, đừng chạy. Đưa. Đằng trước cửa nhà họ trồng pumpkin này. Trồng bí ngô này, dễ sợ luôn. Xanh mướt luôn. Rồi hoa hồng nữa này. Quá trời bí ngô trong kia kìa. Trong kia cũng không phải nè. Đây nè, bí ngô này. Pumpkin đấy. Is bí ngô pumpkin? Yeah, pumpkin đấy. Bên trong này cũng có quả nữa này. And there's a small one right there. Yeah. Dễ sợ luôn. Có cái khu vườn bé xíu này, bí ngô leo lên quá trời luôn. Why would you like to see that one? I'd like to see. Đây là hoa hồng này. Wow, hoa hồng đẹp quá. Để hoa cúc này, trồng hoa cúc nữa này. Wow, cây thông cắt làm ba khúc hình tròn này, dễ thương quá. À, đẹp ha, nhà đẹp quá. Let's go over there. Khu này nhà đẹp, tình những là nhà mà có vườn trước vườn sau rộng. Trồng bông, trồng hoa. Kawaii. Đẹp quá. Can we go this way? Did you hear that noise, Kawaii? Ờ, con tiếng chim đấy con. Tiếng con chim đó, nó hót đó. Ờ, đây có cái con có nhìn thấy không? Cái có cái nhà cho chim nó ở đấy. Thấy không? Đó, đó, thấy không? Nè, nhà cho chim ở này. Đó. Nhà cho chim nó ở đấy. Nhà này cũng trồng quá trời bông hoa luôn này.
Whoa, look at that. Ừ. Đẹp quá. Wow. Look at the bridge. Mm. Look at the bridge. Yes. Look at the bridge. Mm-hmm. Look at that castle. À đấy, có cái cầu này. Cái cầu bé bé xinh xinh trước cửa nhà này. Dễ thương yeah, không? Ở đây cái sân chơi có cầu tụt cho em bé chơi này. Đó, ngay trước cửa nhà ta mà ta làm đẹp ghê không? What's that that's spinning? What's that that's spinning? Ừ. Nhà bên này cũng đẹp quá. Nằm nấp bóng dưới cái lùm cây xanh. Nhìn nó mát đẹp quá. Đó con ong đó. Ồ đấy con ong đấy. Con ong đang quay đấy. Ừ. Ừ. Đâu? Phải con ong không? Con ong nó đang quay không? Yes. À, hay quá. Đừng sờ vào của người ta nha. Rồi, đi. Oh, wait, look, this is swing. Ờ, this swing đúng rồi. Let's keep going. Ờ. Oh, I am a little tired. Tired rồi hả? Yep. Rồi, giờ về chưa? We should have bring a bicycle. Mm. That's what Daddy cái nhà did. Này con thấy đẹp không này? Cái nhà này này. Thấy đẹp không? Trước cửa nhà này. Kiểng trồng đẹp quá. Đằng sau nhà. Nhà thuộc vào bên trong cũng đẹp. Rồi bây giờ mình đi về chưa hay là mình đi nữa con? Bây giờ mình về nhà mình chưa hay mình đi nữa? Bye. Hả? When Daddy is almost home, should we do our homework? Bye. Huh? Let's not do our homework. Thôi bây giờ mình về đi, đu homework ha. Now let's just play and then Daddy comes home. Let's do. Không, bây giờ Daddy của con nói, Daddy của con nói là bây giờ mình về, mình phải làm homework trong ngày hôm nay nó phải xong á. Daddy con về, con ba đi con coi thử xem coi bao nhiêu cái bài toán làm xong hết chưa. Rồi mấy bài tập viết ra viết xong chưa? Tại vì đến mấy tuần nữa thôi là con đi lớp 1 rồi. Right. Con đi lớp 1 rồi con phải biết viết, biết đọc right. này, no. biết làm toán này. Hiểu không? Then who's gonna do a page? Mm. Who's gonna help me? Mẹ bà ngoại help con. Bà ngoại sẽ help con làm. I am a little tired. Thay rồi thì bây giờ mình về mình pha nước cam mà uống nha. Uống nước cam cho nó khỏe người đi xong rồi mình đi tiếp nha. Sao mày học ha? Đây 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 đây. Đấy, gốc cây nó treo nhà này. Treo mấy cái nhà. Nhà có chim nữa. Nhà của chim á. Blue, red, orange. Dễ thương. Ba căn nhà này. Trồng wait, kiện, làm kiện đẹp quá. Did you remember the birdhouse I made? Mm-hmm. So I remember. You remember the birdhouse I made and it was on the door? Mm-hmm. It's always on the door. Mm. Nhà này nhìn đẹp quá. Nhìn rất là đẹp, dễ thương. Nhìn mát mắt. Có hai cửa đàng hoàng. Mình đi trồng bí ngô, dễ thương quá. Should we go up where I ride my scooter? Mm-hmm. I'm not tired anymore. Okay. Because I rested. Yeah. I rested when mommy was gone. Mm. But I think this is the way home. No. Dưới á. Phía dưới còn. Phía dưới mới là đường đi về nhà mình. Stop. Nhà này là trên đồi nè. Wait, but why wait? Sao quê? Because I needed to look left and right first. Mm. But there's cars. Okay. Còn nhớ chỗ này con ride scooter không? Mm-hmm. And this is where I wait for the bus. Yes. Should we, I know what. We are too late for the bus. Mm-hmm. We're late for the bus. Mm-hmm. I'm really hot, so yeah. I'll take off my jacket. Okay, really hot? I'm really hot. Ờ, con cầm đi, con cầm đi. Ba đang quay, ba không cầm cho con được. Wow. Rồi. Có là cần change cái đội mũ không? Có cần change cái đội mũ nữa không? Cái hat của con đó. I can still wear it. Okay. Nè, đây có cái đồ để mà phun nước này.
Mỗi lần cháy nhà hay là ta lấy nước ở đây này, ta dập dập lửa. And this is where we saw the toys. Oh yeah. But should we see the toys again? Muốn đi không? Yes. Nó sợ lên cao nó mệt thôi. Đấy, no. Nhà đi lên trên dốc mà. Dốc nhà nhỏ có nhà nằm trong này dễ thương. Why? When we go, when we're back where the hill where we went, should we race up the hill? Would you like to see all the old toys that they still have? Look at all the old toys they still have. Nè. Cái nhà này ở đằng sau nhà nó làm nguyên một cái sân chơi cho con mấy đứa nít chơi này. Nguyên một cái sân chơi cho con nít chơi dưới hả? I wish I got one like that. Con còn có nhiều hơn nữa đó. Ở nhà con đồ chơi của con còn có nhiều hơn thế này nữa nè. Tại hôm mày không có. Thì nói ban đến đi con làm cái play cái bắt da đó xong rồi mò mang đồ chơi con ra. Ê đừng chạy, đừng chạy con. Đừng chạy. Chạy lắm mấy xe nó tông tới đó. Đi chậm chậm, từ từ, chờ bà. Ok. Đấy, đã lấy thơ này. Mở cái thùng thơ ra, nhà thơ của nhà nào người đó lấy. Mà này đang lấy, bỏ ra lấy thơ đấy. Oh, mấy chục mét lại có cái thùng thơ. Đấy, đi trên cái chỗ này. Chỗ này là đi đó mới là. No, bà không dám đâu. Bà già rồi, bà không có chạy đua với con được đâu. Con chạy đua, and con chạy được chứ bà chạy không nổi. Like ok. Yeah. Bà chỉ cần đưa, bà chỉ có thể đi bộ nhanh được thôi. Trên đường mình đi về nhà có bộ hoa cúc vàng đẹp quá này, kia đợt. Thấy không? Wow. Kia đợt thấy chưa? Thì xem có con ong nào không? Con bướm nào ở trong này không? Có ong. Có ong. Oh my god. Đấy. Thấy không? Ong đang lật lật trong cánh hoa này.